Em xin chào các bác nhé. Hôm nay thì bác nào mà đang có nhu cầu về dòng giải mã ấy, thì alo cho em, lấy ngay con này về này. Đây là con UL7 các bác nhá. UL7 này, hàng rất là xịn luôn. Con này thì thực sự các bác là về hàng rất là đẹp đây này. Đẹp cực kỳ luôn. Đấy, tức đẹp so với hàng bãi thôi, nhưng mà nói chung là mặt bằng chung này là quá đẹp luôn. Đấy, chỉ tiếc mỗi cái này các bác này. Về nó bị chắc là em nghĩ là nó va vào mấy con công suất ấy. Nó bị rơi mất cái lốm này. Nó mà em tìm mắc không thấy đâu. Đó. Thì thôi em, con này của em thì hiện tại em đang bán giá của nó là 1.450.000. Đấy, nhưng mà bây giờ thì nó mất cái lốm này. Mà thực chất nha, thì em nói luôn này, cái lốm này thì là mục đích của nó ấy, thì cũng chỉ để lấy bài của CD và MD thôi. Tức là nó chuyển bài các bác. Đó, đấy là cái mục đích của nó là để chuyển bài CD MD. Thế nên bác nào nếu như mà không dùng CD MD thì cũng chả cần cái này. Nhưng mà nói chung thì nó không có thì nhìn nó cũng hơi dơ. Đấy các bác nhìn đúng không ạ? Nó cảm giác nó thiếu thiếu cái gì đấy. Đấy, còn nếu như bác nào nhá mà không dùng CD MD mà chỉ dùng giải mã thì em nói thật, lấy con này này. Em đang xả giá rất rẻ luôn. Các bác biết con DAC đúng không ạ? Đây chính là nó đây này. Đấy. Bác nào hát karaoke em thật, lấy ngay con này về này. Phê lắm. Giải mã của nó chuẩn 24 bit các bác nhá, chuẩn 24 bit luôn. Cam kết các bác như vậy, và tiếng đánh cực mềm luôn, mềm oặt luôn. Bác nào mà đam mê hát karaoke nhá, mà muốn truyền tín hiệu từ TV xuống nhá, đang dùng những con DAC bé nhỉ, nó chỉ bằng ba đầu ngón tay ba diêm bé nhỉ, thì thử thay đổi cho em xem con này đi. Các bác sẽ thấy rằng gì, chất âm nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với con bao diêm của các bác. Nó sẽ trong hơn, sạch tiếng hơn, đồ nhiễu gần như không có, giảm hoàn toàn luôn. Chất lượng âm thanh cực tốt luôn, truyền cực tốt luôn. Các bạn dùng con này cho em này. Hiện tại thì con này em đang bình thường em đang bán là 1.450.000 với hàng đẹp như này. Tuy nhiên thì nó bị mất cái chỗ này này. Đấy, thì em để các bác giá còn có 900 thôi. Đấy, về các bác làm giải mã là chính nha, bán phần con này chuyên giải mã là công suất. Đấy thì còn về cái phần này nhá, thì các bác về chế cho em một cái nút nhựa các bác nhá, lấy cho em một cái nhựa mình chế vào đây cho em nha, chế đây cho em, hoặc lấy cái gì bịp lại. Nói chung là lấy, nếu mà chế được cái nhựa màu sắc đẹp cho vào đây được, hay là một cái nút gì đó mình cắm này cho đẹp các bác nhá. Đó, còn con này các bác dùng sướng lắm, cực kỳ sướng luôn các bạn, phê lắm. Đây, giải mã nhá. Bình thường các bác có phải lấy cái con bao diêm, sau đó các bác cắm cái đường quang này đúng không? Đây, có phải các bác cắm đường quang này vào con bao diêm đấy. Đấy, xong cuối cùng thì một đường là các bác cắm vào tivi đúng không? Đấy, thì bây giờ các bác thử thay đổi cho em đi, dùng dây quang này cắm vào đây. Đầu con này như này cắm vào tivi. Và các bác sẽ lấy cho em từ đường out đây này, đường out đây, đây out đây. Đấy. Các bác dùng cái cổng này cắm xuống cho em con đẩy đẩy hát karaoke các bạn, hoặc là đẩy nghe nhạc, hoặc là âm ly hát, âm ly nghe nhạc. Cái tín hiệu của bác lúc này nó cực kỳ tốt các bác nhá. Tín hiệu cực kỳ tốt luôn. Lúc này các bác nào mà đam mê hát karaoke nhá, thì đây là một sản phẩm cực kỳ tuyệt vời dành cho các bác luôn. Bởi vì không phải em bán cái này một người hai người, mà em bán rất là nhiều người rồi. Không những nhà em bán mà còn rất là nhiều các bác bán đồ âm thanh trên khắp các tỉnh thành đều phải công nhận là dòng này nó đẳng cấp đấy, và khách hàng dùng quá nhiều rồi, bác nào cũng phải khen cái dòng này luôn. Bởi vì cái chất lượng nó hát nó hay các bạn, hát hay không là do giọng các bác nhá. Nhưng để mà hát được một cái bài hát để mà nó chuẩn hay thì phải có cái nguồn nhạc thật tốt đúng không ạ? Nếu như cái nguồn nhạc các bác mà nó không tốt thì các bác có giọng hay đến mấy thì nó cũng không hay. Nhưng khi nguồn nhạc đã tốt rồi đấy, giọng của các bác lại tốt nữa thì em nói thật các bác hát chả khác gì ca sĩ đấy. Còn nếu như bác nào mà giọng gọi là chưa được hay cho lắm, nhưng khi có con chất lượng nhạc tốt này rồi, tức là có cái nguồn nhạc nó tốt, thì nó sẽ hỗ trợ cho vào cái phần giọng của các bác một phần nào đó, thì nó sẽ cũng hay hơn so với việc các bác là dùng con DAC bé như thế này đấy. Bởi vì các bác hình dung xem một con giải mã bao diêm bé xíu như thế này đúng không ạ, đấy bé như này đấy, thì cái phên mạch là gì, phên mạch là bé tí tí đó, mà phên mạch bé thì mọi thứ nó cũng sẽ bé đấy. Thì khi cái nguồn nhạc đi qua thì nó sẽ không được là gì ạ, không được trơn tru như là cái dòng này nó to hơn, mọi thứ nó to hơn, thì khi nhạc đưa qua nó nhé các bác nhé, thì nó sẽ gì ạ, truyền tải mọi thứ nó sẽ lọc nó sạch sẽ hơn đấy, thì nghe nó sẽ phê hơn. Vâng, xin lỗi các bác chút là có bác khách bác hỏi cái vỏ loa đấy. Thì như em đã nói rồi nhé, thì cái phên mạch của nó to hơn đúng không ạ, thì các bác hình dung như là cái máy lọc nước của các bác ấy. Ngày xưa các bác lọc qua mỗi cái bể cắt vàng ấy, đây lọc qua mỗi cái đấy thì nó chỉ lọc đất thôi đúng không ạ, còn các tạp chất thì đầy đúng không ạ. Nhưng mà ngày xưa nước nó sạch,
thì ăn thì thế thì không sao, chứ bây giờ các bác mà lọc kiểu đấy mà ăn thì em thật các bác không nuốt được, bởi vì nước giếng nó tanh mà nó nhiều tạp chất, ăn nó còn dẫn tới ung thư, thuốc trừ sâu rồi các loại hóa chất nó ngấm hết xuống lòng đất rồi, bây giờ mình mà hút lên mà mình không lọc cẩn thận là ăn là toi ngay đấy. Thế nên bên người ta phải sinh ra cái máy lọc đấy. Thế cái máy lọc nó có bao nhiêu cấp độ lọc đúng không ạ? Nào thì màng lọc thô, xong là than hoạt tính, rồi lại than mịn, rồi cát thạch anh, sỏi thạch anh, rồi vân 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 đấy, thì nước nó mới ngon, nó mới ăn được, nó mới trong trẻo và nó sạch, uống nó mới ngọt được. Thì cái này nó cũng vậy, phải qua như bao nhiêu tầng lớp thì nó mới hay được các bác nhá, chứ còn qua mỗi cái lớp xoẹt xoẹt như thế này thì hoàn thua đấy. Còn nha, ngoài ra ví dụ mà làm giải mã ra thì các bác vẫn có thể ghép loa vào đây làm công suất được, đây ghép loa này này đấy, để làm công suất vô tư. Đây em ghép thử công suất cho các bác xem này, đấy. Vừa kết hợp công suất mà vừa kết hợp giải mã vô tư này đấy. Bây giờ các bác đưa đầu vào xuống con đẩy âm đi to hát karaoke được quá hay luôn. Đó, bây giờ em sẽ lên nhạc mời các bác nghe thử luôn này, công suất trên loa luôn này, khỏe lắm. Bát 27 các bác nhá, đánh được bát 27. Phê lắm các bạn, khỏe lắm. Các bác làm công suất rất khỏe nhá. Đấy, về cứ đánh cho con bát tầm 18 đổ xuống nghe sướng nhất. Mà nó đảm bảo. Rồi, tiếp theo thì đây em sẽ chuyển tiếp cho các bác giải mã này. Giải mã thì có chuyển cho về chế độ digital nhá. Đấy là tín hiệu giải mã các bác nhá. Dạ vâng, em xin chào và kết thúc video đây. Giá 900 bác nào chốt thì alo ngay cho em nhá.